Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Địa Linh Giáo Chủ, nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Hải Thiên Thần Tẩu kêu khẽ lên một tiếng: "Thật là môn đồ danh môn chính phái." Đoạn ông thu năm ngón tay lại, tung ra một chỉ. Một luồng nhảy phong xuyên thấu chưởng phong của kế quan nhằm vào U Môn Quyệt kích tới. Công lực thâm hậu, thủ pháp nhanh nhẹn vô cùng, không hổ danh thần thủ. Thủ pháp của Hải Thiên Thần Tẩu quả nhanh khiến cho kế quan không sao né kịp. Chàng đành thấp vai một cái để chưởng pháp của ông lệch sang một bên. Lúc đó chàng mới phát ra một luồng nội lực nhạy phong chính chàng sử dụng trong bài miên chưởng của võ đan. Và vì chàng trong khi vội vã chỉ dùng tới có 5 phần chưởng lực mà thôi. Hai luồng tiềm lực chạm vào nhau, luồng nhạy phong tức thì như một hòn đá ném chìm đáy biển. Vô ảnh vô tung, nhưng bả vai của kế quan vẫn hơi lay động thối lui về sau 2 bước. Tuy thế này, kế quan bị hạ phong, nhưng thực ra lòng của Hải Thiên Thần Tẩu vô cùng kinh ngạc. Vì từ xưa đến nay ông chỉ một chưởng đã giết được địch thủ. Không ngờ lần này ông dùng tới 8 phần chưởng lực mà vẫn không toàn thắng được đối phương. Nên ông chợt nổi sát cơ, cười gằn một tiếng nói: "Để xem người chống được đến đâu." Đoạn ông ta thấp chưởng xuống, bước tới một bước. Đột nhiên chợt tiểu cô nương tay cầm một thanh đoản kiếm ánh vàng lấp lánh nhanh như một luồng chớp, nhắm thẳng vào kế quan nhảy tới, cuốn theo gió 2 bím tóc quyền như những cành tơ rủ phất phơ. Kế quan thấy thế vô cùng mãnh liệt thì không dám khinh thường, vội thối lui về sau 5 thước. Nào ngờ kiếm thế của cô nương đó vô cùng biến hóa, vừa mới thi triển tức thì ánh vàng chói mắt, kiếm khí lạnh lẽo, lạnh buốt thấu xương, chiều thế độc hại thần kỳ, khiến chàng luống cuống không thể nào hoàn kích cho kịp. Nói cho đúng thì thanh đoản kiếm của nàng thật là một thần vật vô cùng sắc bén. Hơn nữa nàng cố bách bức cho kế quan khiến chàng dần dần lùi sát về phía Tuyệt Nham. Chàng nghĩ thầm: đành là ta phải ra tay vậy, nếu nhường mãi thì khó thoát mình rơi xuống tuyệt cốc. Nghĩ đoạn cho nên chàng quét lên một tiếng phách liền ra 2 chưởng. Chưởng lực của chàng mãnh liệt phát gió rồi biến thành một luồng cường dương như cuồng phong bão táp cuốn lên. Bách nữ lang đến đổi phải, áo quần phất phới, chân tay rung động buộc phải lùi về phía sau hơn 8 bước. Tuy bị kế quan ra oai phản công lại, nhưng cô nương đó vốn bản tính cao ngạo. Nàng quát to lên một tiếng, người theo kiếm như một bóng ma xông tới. Ngay khi đó kế quan đã kịp rút ra thanh bạch ngọc địch. Một luồng hồng quang xung thiên, cương một tiếng, tinh quang ngời ngời, đầy trời lệch đất. Kiếm địch chạm vào nhau, thanh đoản kiếm của cô nương đó cơ hồ muốn rời khỏi tầm tay. Toàn thân của nàng bị rung động lùi về phía sau 7 bước. Cô nương ta bị bách lùi vừa thẹn vừa giận, đến đổi nước mắt có vẻ như quen trọng mỹ. Nàng quát to lên một tiếng: "Đánh liều với ngươi một phen." Đoản kiếm của nàng vung lên, hiện tung hoành nhắm thẳng vào kế quan dòng tới. Đột nhiên một bàn tay khác nắm vào nàng rồi có tiếng khẽ quát lên: "Dung Nhi, con hãy lùi lại để cha hỏi nó cho rõ ràng đã." Kế quan một thế bách lùi cô nương đó, song chàng tuyệt đối không kêu ngạo. Tay cầm ngang bạch ngọc địch, đứng yên lặng nhìn cha con của lão nhân không hề tỏ gì muốn bức bách theo. Hải Thiên Thần Tẩu sau khi ngăn cản cô nương đó xong rồi, ông ta quay sang nhìn kế quan rồi lạnh lùng hỏi: "Ngươi là người thế nào của Cam Đường lão nhân vậy?" Kế quan nghiêm trang nói: "Là truyền nhân y bác." Hải Thiên Thần Tẩu lắc đầu nói: "Nếu bảo là tái truyền đệ tử của lão phu còn có thể tin được mấy phần. Nếu bảo là y bác truyền nhân thì có lẽ ngươi muốn gạt ta sao?" Kế quan giơ cao thanh bạch ngọc địch và nói: "Thanh bạch ngọc địch này không đủ chứng minh hay sao?" Hải Thiên Thần Tẩu lắc đầu nói: "Ta vẫn không sao tin được." Kế quan nét mặt giận dỗi nói: "Tin hay không là quyền của ông, nhưng ta hỏi ông, cha con của ông vô cớ tập kích ta như vậy là ý gì?"
nếu không nói cho rõ, Di Mổ không sao dung tình được. Hải Thiên Thần Tẩu quay mình lại nói với cô bé bằng một giọng âm thầm. Nếu nó quả thật là truyền nhân của Cam Đơn lão nhân thì cha rất là khó xử đâu. Đoạn ông trầm ngâm một chút, lên tiếng nói tiếp. Lão hỏi thật người, ai giới thiệu người gia nhập Kim Ngô Cung vậy? Cái Hoàng kinh ngạc nói. Giới thiệu tại hạ vào Kim Ngô Cung? Hải Thiên Thần Tẩu buồn rầu nói. Người tuổi còn trẻ, thiếu gì con đường tiến thân, tại sao phải theo Kim Ngô Cung làm gì? Như vậy sẽ làm buồn lòng sư phụ người đó, có biết không? Cái Quan lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ. Thì ra cha con của lão nhân này tưởng chàng là người của Kim Ngô Cung nên mới có hành động như vừa rồi. Thật là tức cười. Chàng vẫn nghiêm trang và nói. Tại hạ dù hư hỏng nhưng cũng không đến đổi quên mình là giáo chủ của một môn phái để đi nhờ cậy người khác. Hải Thiên Thần Tẩu lên tiếng nói. Nếu vậy tại sao ngươi tìm đến Kim Ngô Cung vậy? Cái Hoàng lên tiếng đáp. Nói thật, tại hạ đến Kim Ngô Cung lần này là để tìm Kim Ngô Cung chủ quyết đấu một phen. Hải Thiên Thần Tẩu nghi hoặc. Phải chăng? Nhưng thần thái của ông lúc này đã hòa dịu, không còn một chút nào gai gắt nữa. Cái Hoàng lại nói tiếp. Kim Ngô Cung dụng tâm ác độc, có ý muốn tiêu diệt tất cả những kẻ trong võ lâm Trung Nguyên. Vừa rồi vô cớ xâm phạm võ đan Thượng Thanh Cung, đó cũng là một bằng cớ cụ thể. Kế quan thản nhiên nói tiếp. Lần này tại hạ đến Mạc Bắc tìm Kim Ngô Cung để thành toán mối lo cho võ lâm Trung Nguyên. Sau nữa là tìm kiếm sư phụ của tại hạ là Vạn Lý Dân Yên Lục Thông. Hải Dân Thần Tẩu cười ha hả nói. Vậy mà suýt chút nữa lão phu đã làm một chuyện lầm lớn sát hại thương người rồi. Kế quan cũng cười ha hả. Nếu không có vị cô nương này xen vào thì tại hạ suýt nữa đã mạo phạm đến lão tiền bối rồi vậy. Tiểu cô nương nghe Kế Quan nói tủm tỉm cười chế nhạo. Huỳnh dám nói là thương kích được cha ta sao? Lời nói của cô ấy dáng điệu vô cùng tự tin vào võ công của cha cô ấy. Hải Thiên Thần Tẩu vội quát mắng cô ta. Im đi, ai bảo người nói chuyện vô lễ vậy hả? Đoạn ông giới thiệu người con gái dây vì Kế Quan. Đây là tiện nữ Cư Ngọc Dung, kẻ giang hồ gọi nó là Lăng Ba Tiên Tử. Kế Quan vội vòng tay nói. Ồ, té ra là Cư cô nương, tại hạ là Di Kế Quan, sau này mong cô nương chỉ giáo nhiều cho. Lăng Ba Tiên Tử bật cười. bậy bạ rồi. Đoạn cô chuyển mình nhanh nhẹn chạy đi. Hải Thiên Thần Tẩu nhìn theo đứa con gái đến lúc khuất dạng rồi quay sang Di Kế Quan cười nhã nhặn nói. Thiếu hiệp đừng có chấp nhất, nó còn nhỏ nũng nịu quen rồi. Chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta hãy tới về phía trước kia là hơn. Kế Quan gật đầu theo ông ấy, trong khi đó chàng nghĩ thầm. Tái ngoại là một nơi hoang vu cô tịch, sao bằng Giang Nam? Cớ sao không chọn Giang Nam mà tìm đến định cư ở tái ngoại? Quả là không sao hiểu nổi. Nghĩ vậy cho nên chàng toan cất lời hỏi Hải Thiên Thần Tẩu. Chợt ông ta lên tiếng nói. Chắc người không hiểu tại sao ta lại ở nơi hoang du này có phải không? Kế Quan gật đầu một cái và đáp. Tại hạ cũng định hỏi lão tiền bối điều đó. Hải Thiên Thần Tẩu than dài một tiếng và nói. Người có lẽ cũng từng được nghe qua việc thiên hạ đệ nhất kiếm sở Thủy Trường Kình, Di Tử Lương và hai vị kiếm khách nữa hẹn nhau ở Mạc Bắc chứ? Kế Quan gật đầu. Chàng chăm chú nghe ông ta nói tiếp. Hải Thiên Thần Tẩu nhìn chàng và nói. Vì ba người hội nhau ở Mạc Bắc, làm gì không biết, nhưng không thấy trở về. Nên lão phu cũng một mình sang Mạc Bắc thám xét nguyên nhân. Không ngờ chưa tìm thấy nguyên nhân nào, lão phu đã suýt bị thảm sát bởi hồng mông tử khí của Tử Tù Bá Công Tôn Thuật. Từ đó lão phu mình bị thương nặng, nhắm mắt chạy về phía nam. Chẳng may lạc đường chạy vào cái hang này, tình cờ lấy được cuốn Ly Quả Thần Công bí cấp của một lão tăng tiền bối để lại, đồng thời nhận thấy nơi này tiện cho việc luyện tập cuốn bí cấp đó. Cho nên lão phu về Giang Nam, đem con Dung sang đây để cho cha con cùng nhau luyện tập. Cái Quan lúc này nghiêm giọng nói, về sau ông có tìm được tin tức của đám người sở Thủy Trường Kình hay không? Hải Thiên Thần Tẩu đáp,
Lão phu ròng rã bao năm trời mới biết Mạc Bắc có Kim Ngô Cung là một nhóm có thế lực nhất. Còn tin tức về Sở Thủy Trường Kình thì lão phu không hay biết gì cả. Kế Hoàng chặn lời rồi hỏi: từ đó đến nay ông không truy tung nữa? Hải Thiên Thần Tẩu gật đầu: lão chỉ độ chừng bọn Sở Thủy Trường Kình đã lọt vào Kim Ngô Cung, chưa luyện xong nên không dám mạo muội đến giải cứu. Kế Hoàng lúc này gật đầu nói tiếp: nơi này là địa đầu trọng yếu trong các người giảng lai, lão tiền bối có gặp được những nhân vật khả nghi nào chăng? Hải Thiên Thần Tẩu cả cười nói: nếu có thì cũng bị ta hạ thủ, cũng như đối với người vừa rồi. Thật ra nơi này mười phần hiu quạnh, ngoại trừ những người lạc đường như ngươi mới tới đây mà thôi. Còn phần nhiều là những bọn hắc đạo hoặc là những người kẻ thăm hỏi Kim Ngô Cung để về đầu. Nếu gặp những kẻ đó, tất nhiên là lão phu phải đưa nó tới cái hang sâu vạn trượng, vĩnh viễn không bao giờ trở lại giang hồ nữa. Trong mấy năm nay đã có tới mấy trăm mạng chôn mình ở trong hang đó rồi đó. Kế Hoàng nghe ông ta nói yên lặng và cho rằng lời nói của ông ta hơi quá đáng một chút. Nhưng chàng lại lên tiếng hỏi: không hiểu lão tiền bối có gặp gia sư Vạn Lý Vân Yên Lục Thông đi qua nơi này hay chưa? Hải Thiên Thần Tẩu gật đầu nói: chẳng những lão phù đã gặp ông ấy mà còn biết chắc rằng ông ấy ở đâu nữa. Vì Kế Quan mừng rỡ nói: gia sư hiện giờ ở đâu? Hải Thiên Thần Tẩu gật đầu nói: vì ông ta muốn tìm cách cứu Sở Thủy Trường Kình Di Tử Lương nên ông tự cắt tóc đi tu ở chùa Bốc La Cách, Kim Ngô Cung không xa lắm. Kế Quan kinh ngạc nói: cái gì? Sư phụ ta cắt tóc đi tu sao? Hải Thiên Thần Tẩu nghiêm sắc mặt: đó chẳng qua là kế huyền nghi. Gần một năm nay rồi, lão gì bận luyện ly quả thần công nên ít biết tin tức về Kim Ngô Cung. Còn 49 ngày nữa thần công của lão phu sẽ luyện thành, sẽ đến tìm ông ta một phen lo trừ Kim Ngô Cung. Trong khi đó Kế Quan toan hỏi nữa. Đột nhiên sắc mặt của chàng thay đổi, cười gằn một tiếng tung mình ra ngoài động. Liền đó Hải Thiên Thần Tẩu cũng dọt theo, nhìn thẳng về phía trước, miệng quát lớn: kẻ nào đó? Kế Quan đưa ánh mắt nhìn, chỉ thấy ở trên một đống đá to có năm người mặc quần áo miêu trang đứng cười tự đắc, đồng thanh nói: không ngờ nơi đây lại có vàng tới. Chúng người cả gan thật mà. Hải Thiên Thần Tẩu sắc diện âm trầm, nháy mắt nhìn Kế Quan một đoạn rồi cất tiếng cười ha hả. Không hiểu chư vị là bằng hữu ở đạo nào, tại sao lại bảo bọn lão phu là gian tế vậy hả? Trong bọn năm người, một ông lão đầu hói mắt chuột, tay cầm thanh đao lớn, bước ra trỏ vào Hải Thiên Thần Tẩu và nói: gia gia Kim Ngô Cung chủ nhân Mã Hạ Thiên Quang Ngũ Nghĩa, chuyên gia trách nhiệm tuần tiểu bát quan, không ngờ gặp ngươi một lão thất phù, tưởng qua mắt bọn gia gia được hay sao? Hải Thiên Thần Tẩu là một vị tiền bối danh tiếng nhất trong hắc đạo, nên phàm những kẻ nào có đôi chút danh tiếng trong hắc đạo đều biết và có nghe tiếng bọn Thiên Quang Ngũ Ác ở vùng này. Nhưng ông vì luyện ly quả thần công, nét mặt đỏ hồng, lại mặc áo của người Mông Cổ nên Ngũ Ác không nhận ra. Sau khi ông nghe lời đại ác không khỏi ngứa mặt cả cười một hồi. Tay áo rộng lớn chợt phất một cái, một luồng hồng quang bạo xạ. Đại ác chợt kêu lên một tiếng thê thảm, toàn thân người như cánh diều đứt dây, cao hơn ba trượng rơi xuống một hòn đá. Máu óc bắn văng đầy trời, thân áo ở trước ngực cháy thành tro. Té ra Hải Thiên Thần Tẩu đã dùng ly quả thần công đánh tên đại ác chết ngay tại chỗ. Ngay khi Hải Thiên Thần Tẩu ra tay thì Kế Quan cũng tung mình nhanh như một luồng điện chớp, nhằm vào bọn tứ ác còn lại, phách ra một luồng âm phong, tìm lực ép bức bốn người. Thiên Quan Ngũ Ác cũng là những tay cao thủ có tên tuổi trong học đạo. Thoạt thấy Kế Quan công tới, nhất tề quát to lên một tiếng, giờ cao binh khí ra đón đỡ. Bốn thanh lưu sĩ đao dung lên như những trái núi nhỏ, lách khói, chính phòng từ bốn phía công tới. Kế Hoàng quát to lên một tiếng, nhất động một chữ đã quét ngang ra. Liền đó thân hình của chàng xoay chuyển một cái,
năm ngón tay như năm cái móc sắt chập ra. Tức thì thanh lưu sĩ đao từ phía bên trái đã vào tay của chàng, đồng thời những tiếng kêu thét lên. Tam tứ ác đứng bên phải đã như một chiếc diều đứt dây, bay cả người lẫn đao lên, máu mè tứ tung văng ra đầu cắm xuống đất, lọt vào trong vùng phù sa. Hoài thế ấy đã chấn động nhị và ngũ ác, hai người vừa toan tìm đường bỏ trốn, thì Hải Thiên Thần Tẩu đã giục người tới trước mặt hai người. Ông vừa toan lên tiếng gạn hỏi, đột nhiên xa xa có tiếng quát thanh tao vang lên. Cha, hãy để hai gã đó cho con. Tiếng kêu vừa dứt, một đạo kim quang nhanh như chớp vụt tới. Kế quang hơi chạnh lòng. Tiếng kêu thất thanh đã vang lên. Nhị ác đứng ở bên cạnh chàng đã bị đạo kim quang chém đứt thành hai khúc. Hải Thiên Thần Tẩu là một người giang hồ lão luyện, thoạt nghe tiếng gọi, ông biết ngay là Lăng Ba tiên tử đã xuất thủ. Liền nhanh như điện chớp, chộp lấy quyệt đạo của ngũ ác kéo sát vào người, nhảy sang một bên, thoát khỏi vòng kiếm quang, rồi quát to lên. Con bé này ngươi thật là hồ đồ mà. Lăng Ba tiên tử nhất kiếm chém chết nhị ác, toàn ra tài giết luôn cả ngũ ác. Nhưng kịp nghe tiếng của cha nàng quát, tức thì thu tay kiếm trở lại và nói. Không lẽ bọn này không đáng chết hay sao? Hải Thiên Thần Tẩu giận dữ nói. Giết đã đành là giết, nhưng cũng phải để lại một kẻ sống sót chứ. Đoạn Hải Thiên Thần Tẩu liếc cô ta một cái, quát mắt nhìn ngũ ác và nói. Người có nhận biết lão phu là ai không? Ngũ ác lúc này mới nhận ra Hắc Đạo lão tổ tôn Hải Thiên Thần Tẩu, thì hoảng sợ đến đổi cả mình run cầm cập, rồi lên tiếng nói. Ồ, té ra là cư lão tiền bối. Ờ, xin tha thứ cái tội không biết của tiểu nhân. Hải Thiên Thần Tẩu lạnh lùng nói. Ngươi đã giúp vào việc của Kim Ngô Cung hồi nào vậy? Ngô ác vội lên tiếng đáp. Dạ, ba bốn tháng nay rồi. Hải Thiên Thần Tẩu hỏi tiếp. Kim Ngô Cung gần đây có hành động gì không? Ngô ác nghỉ ngơi một chút rồi lại nói. Chỉ thấy họ xài phái những tài cao thủ vào Trung Nguyên, nhưng để làm gì thì tiểu nhân không biết. Hải Thiên Thần Tẩu lại hỏi luôn. Kim Ngô Cung có nhắc tới Sở Thủy Trường Kình hay không vậy? Ngũ ác ngơ ngác nói. Những chuyện quan trọng như thế tiểu nhân lại càng không biết nổi. Kế quan biết rằng hắn không nói dối, chàng vội đỡ lời. Nó chỉ là một tên tiểu mục mới gia nhập Kim Ngô Cung, sao mà biết được những chuyện ấy? Hải Thiên Thần Tẩu hừ một tiếng lạnh như băng, chợt giơ cao đẩy xuống một chưởng. Chỉ nghe một tiếng kêu to, ngũ ác đã bị chưởng thủ của ông đập nát xương đầu, chết liền tại chỗ. Cái quan thấy hành động của ông thì hơi bất mãn, tức thì vòng quyền một cái nói. Tại hạ được tin gia sư muốn gặp mặt tức thì, vậy xin tạm biệt. Lăng Ba tiên tử nghe thấy cái quan nói như vậy liền lên tiếng. Khoan đã, ta cùng đi với huynh nha. Cái quan cao đôi mày lại rồi nói. Việc đi này mười phần hung hiểm, cô nương ở lại là hơn. Lăng Ba tiên tử cười một tiếng lạnh lùng nói. Huynh tưởng ta ở bên sẽ làm bận chân của huynh sao? Kế hoàng thấy cô ta hiểu lầm, liền vội nói. Đâu phải vậy, nhưng cần được lệnh lão tiền bối chấp thuận đã. Lăng Ba tiên tử tươi cười nói. Huynh khỏi lo điều đó. Kế hoàng băn khoăn. Nhưng ta ngại. Tức thời Lăng Ba tiên tử ngoái đầu về phía sau nói. Huynh không cho ta đi thì ta cứ đi đại, liên quan gì đến huynh? Nói xong rồi nàng chuyển người chạy vào trong hang mất dạng. Cái hoàng thấy vậy quay nhìn Hải Thiên Thần Tẩu thắc mắc nói. Chuyện này thật là phiền. Hải Thiên Thần Tẩu ngăn lại nói. Thầy kệ nó đi, người cứ việc đi. Hãy nhớ pháp hiệu lệnh sư phụ ở Bốc La Tự là dân yên đó. Cái hoàng dân dạ dòng quyền một cái rồi nhảy lên mình ngựa ra đi. Nói về Kế Quan, từ khi được tin của sư phụ thì tinh thần vô cùng phấn khởi. Đồng thời chàng cũng lại an tâm rong ruổi, nhắm vào Bốc La Tự mà phóng ngựa đi tới. Trong sa mạc người đi rất ít, suốt dọc đường chàng không hề gặp ai. Nhưng chợt chàng thoáng thấy trước mặt có một con ngựa đang tung gió, dục chạy vào một bãi cỏ lao tùm và không thấy xuất hiện nữa. Thế vậy chàng ngờ ngợ, liền hừ lên một tiếng rồi lẩm bẩm. Nếu có người mưu hại ta, quả là tên đó hết muốn sống rồi.
Bộ nghĩ như vậy chàng ngầm đề tụ chân lực giới bị. Không bao lâu ngựa của chàng đã đến bên bụi lao. Chàng bèn cho ngựa ngừng lại ngơ ngác tìm. Đột nhiên nghe tiếng cười kiều mỹ từ trong bụi lao phát ra. Kế hoàng cả kinh định thần trông vào. Thì ra té là Lăng Ba tiên tử. Lăng Ba tiên tử lúc này đang nằm nghiêng ở trên cỏ. Giấu hai tay vào sau đầu. Đưa mắt nhìn chàng rồi tủm tỉm cười. Tức thì chàng cao đôi mày lại và nói. Cô nương đến đây làm gì chứ? Lăng Ba tiên tử nheo mắt lại nói. Huynh đến được, không lẽ ta không đến được hay sao? Kế hoàng khó chịu nói. Ai dám nói rằng cô nương không đến được. Nhưng cô cần gì phải mạo hiểm đến đây chứ? Ồ, ta thích đến thì ta đến, can gì đến huynh? Kế hoàng tức giận không nói nữa. Chàng thúc mạnh hai chân vào hông con ngựa, cho chạy thẳng về phía đằng trước mặt của cô ta. Chợt nghe tiếng của Lăng Ba tiên tử ở đằng sau cất tiếng gọi. Huynh cứ thông thả, ta muốn nói cho huynh nghe điều này. Kế quan lẳng lặng không đáp, cứ thúc ngựa cho chạy về phía đằng trước. Xong thoáng chốc, Lăng Ba tiên tử đã đuổi đến nơi. Khi hai con ngựa song song với nhau thì Lăng Ba tiên tử rụt rè nói. Huynh giận ta hay sao vậy? Kế quan bực bội nói. Can gì đến ta mà giận? Lăng Ba tiên tử tủm tỉm cười nói. Thế tại sao huynh lại bỏ mặt ta như vậy chứ? Kế quan lúc này đã bớt giận, chàng dịu giọng nói. Đâu phải là ta mặc kệ cô. Nhưng mà ta không muốn cho cô mạo hiểm vào nơi hang cọp mà thôi. Lăng Ba tiên tử bằng một giọng chân thành nói. Huynh không muốn ta vào nơi nguy hiểm. Không lẽ ta lại chịu để cho huynh đến nơi nguy hiểm một mình hay sao? Kế quan buồn rầu nói. Ta một là vì sư phụ của ta. Hai là vì sự tồn vong của Võ Lâm Trung Nguyên. Nên cam chịu nguy hiểm như vậy. Chứ cô tưởng ta thích lắm sao? Lăng Ba tiên tử thản nhiên cười nói. Đúng rồi, huynh vì sư phụ phải vào nơi nguy hiểm, còn ta vì huynh cũng vào nơi nguy hiểm. Huynh hãy an tâm, ta có thể tự lo lấy cho mình, ta không phiền đến huynh phải lo hộ cho ta đâu. Nàng đối diện với kế quan nói bằng một giọng chân thành, như là một người bạn sinh tử không chút thách tình, khiến cho kế quan không diện cớ từ chối được. Chàng chỉ lắc đầu than thở nói. Nếu cô nói vậy, ta còn nói sao được nữa chứ? Lăng Ba tiên tử lại nói tiếp. Chắc một người tốt như huynh thì không thiếu gì bạn, nên huynh không muốn cho ta theo bên mình, có phải không? Kế quan lắc đầu nói. Cô nương nói vậy là sai rồi. Quả thật ta không muốn cho cô xông vào nơi nguy hiểm, nên không muốn đi với cô. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì ta mặt mũi nào còn trông thấy cha cô nữa. Lăng Ba tiên tử hớn hở nói. Huynh nói vậy thì ta khỏi lo rồi. Kế quan vốn không muốn đi với nàng, nhưng giờ đây còn biết làm sao hơn được. Vì dù muốn hay không, thì hiện nàng cũng đã đi với chàng rồi. Trong lúc hai người đi với nhau, kế quan lại nhận thấy nàng. Vừa đẹp, mà cũng lại hiếu sát, chẳng khác gì Bạch Y La Sát vậy. Nàng còn kém Bạch Y La Sát ở chỗ nhiều tình cảm và dịu dàng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không còn không khí xa lạ nữa. Nên đôi khi chàng buồn cười thì cứ Ngọc Dung vỗ tay nức nở như một đứa nhỏ ngây thơ vậy. Lăng Ba tiên tử cư Ngọc Dung vì quanh năm sống ở tái ngoại cho nên thông thuộc đường hơn là kế quan. Nên cuộc hành trình không đến đổi bỡ ngỡ. Ngày hôm đó vào một buổi chiều thì hai người nom thấy mái chùa Bốc La. Ở trong lòng kế quan lúc này vô cùng phấn khởi vì chàng tin là có thể gặp được sư phụ ở đây. Cho thỏa dạ ba năm đăng đẳng cách biệt, không được hay biết tin tức gì của ông ta cả. Không bao lâu hai người đã tới trước cửa của Bốc La Tự, một ngôi chùa vô cùng vĩ đại. Kế quan nhớ niệm sư phụ đã lâu, nên vừa thoạt đến cửa chùa chàng đã vội vàng nhảy xuống ngựa và chạy thẳng vào cửa chùa. Khi chàng vào tới trong chùa, đột nhiên trong lòng rúng động. Vì chàng phát hiện ra ngôi chùa này hình như có một sự gì đó vô cùng xa lạ xảy ra. Không khí lạnh lẽo, một mùi tanh xông thẳng vào mũi, tựa như là mùi máu tươi. Lòng của chàng từ chỗ hứng khởi mừng rỡ, bỗng trở nên hồi hộp. Chàng lẽ bước đi xuyên vào trong đại điện, chuyển vào một con đường mòn. Đột nhiên một cảnh tượng hải hùng thê thảm đập vào mắt của chàng.
Thì ra trong sân chùa chỉ thấy toàn là những xác chết nằm ngổn ngang, và hình như toàn là những hòa thượng. Chàng bàng hoàng lo sợ cơ hồ muốn ngất đi, vì những cái xác chết cục đầu, phần xác máu chảy thấm cả sân chùa thành những vũng nhỏ, khiến cho Kế Quang là một thanh niên võ công cao diệu, thần công, nội lực thâm hậu mà cũng phải chạnh lòng. Trước thực trạng ấy, chàng tự nghĩ: sư phụ ta đã cắt tóc làm hòa thượng, không biết có bị chết trong đám hòa thượng này hay không. Lăng Bà Tiên Tử lúc này đi sát cạnh bên chàng. Tuy nàng là một người gan dạ hiếu sát, nhưng khi trông thấy hơn 200-300 mạng người nằm ngổn ngang thê thảm như vậy, thì ở trong lòng không khỏi hoảng sợ đến nỗi hoa dung tái mét, hai hàm răng đánh vào nhau nghe cầm cập. Và trong lúc hoảng hốt ôm choàng lấy vai của Kế Quang, thất thanh kêu lên: trời ơi, kinh khủng quá. Kế Quang để mặc cho nàng ôm lấy bờ vai của chàng. Chàng chỉ thở dài một tiếng rồi nói: than ôi, còn gì là sư phụ nữa. Lăng Ba Tiên Tử thương hại: huynh sợ sư phụ của huynh bị hại hay sao? Kế Quang lo ngại nói: thì xem sự kiện xảy ra biết rồi. Lăng Ba Tiên Tử an ủi nói: theo muội nghĩ rằng ông ta là một võ lâm cao thủ, công lực thâm hậu, dù không địch nổi chúng thì cũng có thể thoát thân được, phải đầu chịu bó tay đành phận. Kế Quan nghe nàng nhắc điều đó thì tức thì tỉnh ngộ, cho là có lý. Lăng Bà Tiên Tử lại nói tiếp: theo ngu kiến của muội thì những hòa thượng ở tại đây đều không biết võ công, cho nên không có dấu hiệu gì tỏ ra là sự kháng cự lẫn nhau cả. Kế Quan lúc này mới cảm thấy máu nóng ở trong người sôi lên sùng sục. Chàng chợt cất tiếng cười lạnh lùng và nói: tên ác ma nào hành động quá là tàn ác, nỡ đang tay giết những người vô tội, nhất là những người đó sống trong cửa Phật, không làm điều gì ác đức và không chống đỡ gì họ cả. Chàng ngừng lời lại giây lát rồi nói tiếp: dù rằng có sư phụ hay không có sư phụ ở trong đám người chết này, nhưng mối quyết hận này Di Mổ thề sẽ đòi lại cho chùa Bốc La bằng máu. Lăng Bà Tiên Tử hình như cũng ảnh hưởng bởi hào khí của chàng, nàng liền quát to lên một tiếng: thề có ngài Lăng Bà Tiên Tử Cư Ngọc Dung ta sẽ tham dự cuộc đòi nợ máu đó. Ngay khi đó thì đột nhiên hậu điện có tiếng nói lạnh lùng phát ra: chỉ e rằng Bồ Tát quá xa, thần khó mà an toàn thôi. Kế Hoàng chợt quát to lên: ngươi là ai? Đoạn nhất tề cùng Lăng Ba Tiên Tử tung mình nhảy vào trong hậu điện. Khi hai người vào tới hậu điện thì thấy một lão nhân áo đen, quái nhân ngồi trên thần án, đầu tóc hoe vàng như râu ngô rủ xuống vai, da mặt xanh nhợt như không còn một chút máu, mặt mũi hốc hác như bộ xương khô, hai tay dài và đen xì như mực để ngang ở trước ngực. Nếu không thấy đôi mắt lóng lánh đưa qua đưa lại thì có cảm tưởng đó là một thây ma. Lăng Bà Tiên Tử thoạt nhìn giật mình, nàng thối lui về sau hai bước. Trái lại vì cái quan vẫn bình thản lạnh lùng quát: có phải chính người đã hạ sát các hòa thượng ở trong này không? Quái nhân nhe bộ răng trắng ra rồi đáp: chẳng phải lão phu thì còn ai vào đây nữa. Kế Hoàng tức giận hỏi: bọn họ có thù oán gì với ngươi, người nở ra tay độc ác như vậy? Quái nhân cất tiếng cười ghê rợn: phàm những kẻ nào mạo phạm đến lão phu tất nhiên không an toàn được, kể cả hai chúng đứa bầy. Lăng Bà Tiên Tử lúc này đã lấy được bình tĩnh, tức thì rút thanh đoản kiếm ra. Nàng quát to lên một tiếng: xú lão tặc, đừng nói nhảm, cô nương thề quyết lấy tính mạng của ngươi đêm nay. Đoạn nàng tung mình toan xông lên tấn công, chợt Di Kế Quang đưa tay cản lại và nói: để ta hỏi nó vài câu đã. Chàng bèn nhìn quái nhân rồi hỏi: ngươi tên là gì? Quái nhân lên tiếng đáp: lão phu là Quỷ Thủ Tiên Ông. Kế Hoàng nghe nói giật mình, chàng hỏi tiếp: có phải ngươi là bộ hạ của Kim Ngô Cung hay không? Quỷ Phủ Tiên Ông cười đáp: khỏi cần biết, lão phù bấy lâu nghe giang hồ đồn đãi trong Địa Linh Giáo có một tên ma tiểu tử từng gây sóng gió trên giang hồ, chắc là ngươi thì phải. Luôn đó quay đầu cất tiếng cười nói với Lăng Ba Tiên Tử:
Còn tiểu hoa nhi này dám mắng nhiếc lão phù, giờ ta hãy cho ngươi biết mùi lợi hại trước cái đó. Nó vừa dứt lời, Lăng Ba tiên tử đã bừng bừng nổi giận tức thì. Nàng đẩy tay một cái, thanh đoạn kiếm chợt như một tia sáng vàng, dục người lên nhằm vào quỷ phủ tiên ông mà đâm tới. Quỷ thủ tiên ông hình như không hay biết, nhẹ phẩy tay áo rộng, tức thì thanh kiếm ở trên tay của nàng như bị một luồng gió cuốn khỏi tay bay lên, khiến nàng hoảng hốt kêu lên một tiếng toan tung mình nhảy lên giật lại. Đột nhiên phía ngang, một luồng gió mát thổi tới ngăn sức hút, khiến thanh bảo kiếm đang bay dùng dục bỗng bay lên chợt lạng sang một vòng lao xuống, tức thì gặp kịp Lăng Ba tiên tử nhảy lên bắt lấy. Nàng còn đang ngớ ngẩn thì chợt nghe tiếng của quỷ thủ tiên ông cất tiếng cười khô khan nói: Không ngờ cũng khá vậy, nhưng đêm nay dù hai người có cánh cũng không thoát khỏi chùa Bốc La này. Thế Hoàng buông tiếng cười dài: Chỉ qua hai thế công phu của ngươi, ta cũng thừa biết, nếu ngươi muốn giữ chúng ta lại, quả là không phải chuyện dễ dàng đâu. Quỷ thủ tiên ông tức giận quát lên: Ngươi không tin thì coi đây. Nói xong rồi, quỷ thủ tiên ông chợt tung mình một cái đứng trước mặt của hai người. Kế Hoàng thấy vậy khẽ bảo dời Lăng Ba tiên tử: Mùi hay giữ trận cho huynh, để huynh giết tên này đã. Ngay lúc này chợt có những tiếng cười quái dị vang lên, dục một cái, mấy bóng người đã nhảy xuống trước mặt của hai người. Kế Hoàng trong khi thảng thốt giật mình, thì ra đằng trước mặt của chàng chính là bọn chủ chốt trong vụ tấn công Võ Đan. Bên trái là Tam Miêu Chi Thần, còn bên phải là hai người Hồng Y Lạc Ma, Đa Luân Ba và Cách La. Sau đó là quỷ thủ tiên ông nhanh nhẹn tung mình một cái đã nhảy tới sau lưng của hai người. Lúc này trận chiến trên lệch hẳn. Ngoài quỷ thủ tiên ông và độc nhãn lộ ra, tuy những người khác đều là bại tướng của Kế Quan, song họ thực ra chỉ kém chàng một bậc. Nếu mấy tay cao thủ ấy liên tay tấn công thì dù cho chàng có võ công cao diệu đến đâu cũng khó mà đối phó cho được. Mắt nhìn chung quanh một lượt, Kế Quan nhận thấy Kim Ngô Cung có nhiều cao thủ thì không khỏi lo ngại ở trong lòng. Nhưng chàng vẫn bình tĩnh cười nói: Hôm nay chư vị nhất tề tới đối phó cùng tại hạ, quả thật là hân hạnh vô cùng. Độc nhãn lộ Quách Phi cũng cất tiếng cười to: Tôn giá đã một lần trổ hoài tại Thượng Thanh Cung, tại hạ độ chừng thế nào cũng sang Mạc Bắc, cho nên đón sẵn tại đây. Nhưng tôn giá quả coi thường Kim Ngô Cung vậy. Lăng Ba tiên tử đứng bên cạnh của Di Kế Quan, vốn là một người không biết sợ trời sợ đất là gì, nhưng trước mắt của nàng, những người có mặt tại đây chỉ nhìn sơ qua một cái, trong đôi mắt của họ nàng cũng đã đoán biết. Ít nhất những người này có đến 30-40 năm tu vi. Vì vậy nàng không dám đường đột ra tay mà chỉ cầm ngang thanh đoản kiếm, đưa sát bên Kế Quan chờ đợi. Kế Quan lọt vào vòng dây vẫn yên lặng, trầm dẫn chân khí, đưa mắt nhìn quanh cất tiếng nói: Trong cuộc tranh đấu võ lâm mạnh được yếu thua chết không có gì là ân hận. Nhưng Kim Ngô Cung lại đem thủ đoạn độc ác ra để đối phó với bọn Phật môn đệ tử. Người ta chỉ chuyên chuyện tu hành, không hề tập luyện võ công như các hòa thượng tại chùa Bốc La này. Hỏi như vậy là lý do gì hả? Tam Miêu Chi Thần không đợi cho chàng nói hết câu liền quát to lên một tiếng nói: Việc ấy người khỏi cần biết đến. Bốc La tự dám ẩn tàng phản nghịch Kim Ngô Cung, ta để hắn sống sao được? Kế Quan trợn to đôi mắt nhìn thẳng vào mặt ông ta rồi nghiêm giọng quát to: Nếu vụ thảm sát Bốc La tự chính ngươi là hung thủ. Tam Miêu Chi Thần là một người hung hăng, cũng không khỏi rung động ở trong lòng. Vì thần thái oai nghi của chàng, ông vẫn quật cường quát lớn: Phải thì sao? Kế Quan lớn tiếng quát: Giết ngươi để đền mạng. Chợt dù một tiếng, chàng đã phát ra một chưởng. Chưởng ấy chàng vì đang tức giận dùng cả 12 thành chân lực, chỉ thấy một luồng cuồng phong mãnh liệt bốc cao lên, thấy có thể như là di sơn đảo hải, hùng dũng vô ngần. Tam Miêu Chi Thần không dám ngang nhiên tiếp đón chưởng của chàng, ông phải tung mình nhảy ra đằng sau 8 thước để tránh luồng cuồng phong ấy. Lúc ấy những người vây quanh thấy chàng oai thế quá ư mạnh mẽ, đâm ra ngại ngại, không một ai dám ra tay hấp tấp. Lăng Ba tiên tử tựa sát bên chàng, mắt thấy Kế Quan thần thái uy nghi, oai phong lẫm liệt,
chưởng lực cường mạnh đến như vậy thì không khỏi thầm cảm phục, liếc mắt nhìn chàng. Trong lúc này Kế Quan chú ý hết cả vào trong trận đấu, mắt của chàng không khỏi dịch nhân. Sau khi đã ra tay một chưởng không dám đường đột tiếp theo chưởng thứ hai. Vì chàng biết rằng thân của chàng chỉ chuyển động một cái tức thì địch có thể lợi dụng mà hợp công chàng. Chàng không thể nhúc nhích được một bước, quần hùng cũng không dám mạo phạm, thất thố để ra tay. Cho nên trận địa trở nên vô cùng yên lặng. Lúc đó bầu không khí ở nơi đại điện tưởng chừng như là một chiếc kim rơi xuống cũng đủ để cho người ta nghe thấy rồi. Kẻ đứng bên ngoài tưởng không có gì quyết liệt, nhưng người ở trong cuộc biết là sự chờ đợi càng lâu thì cơn bão táp càng khốc liệt hẳn hơn. Gió ở ngoài vẫn nhẹ thổi, đưa đến một mùi máu tanh nồng nặc. Nơi đại điện cuộc chiến mỗi lúc mỗi căng thẳng. Dần dần mặt của Kế Quan trở nên đỏ gai như nhuộm máu, đôi mắt bạo xạ hồng quang. Trên mặt cơ hồ như là sát khí đã bao phủ, song chưởng di động. Tâm Miêu Chi Thần đã từng một lần chiến đấu với chàng. Sự thất bại đã làm cho ông ta dè dặt, tức thì thối lui về sau. Hai tên Lạc Ma, Đa Luân Ba và Cách La cũng là đã từng có kinh nghiệm, nên cả hai nhanh nhẹn nhìn nhau, tỏ vẻ thận trọng. Bộ áo màu đỏ tức thì bị chân khí của hai người dẫn lên phòng to như hai quả khí cầu. Cuộc đấu đã sắp bùng nổ. Đột nhiên, một thiếu niên mình đeo thanh ngân sắc loan đao đang phóng mình chạy vào, nhìn Kế Quan cười gằn một tiếng nói: "Không ngờ mà tiểu tử cũng đến Mạc Bắc hay sao?" Thoáng nghe tiếng nói, Kế Quan biết là Ngân Đao Lạc Ma Ngô Xuân. Song chàng tuyệt đối không nói chuyện với hắn một câu. Ngân Đao Lạc Ma đưa mắt nhìn quanh một lượt, cất tiếng cười khả ố. "Tiểu tử người diễm phúc thật nha, sắp xuống chầu Diêm Vương rồi mà còn có người đẹp đi theo nữa." Kế Quan tức giận quát to một tiếng: "Ngô Xuân, người dám nói bậy, ta quyết không có tha chết cho ngươi." Ngô Xuân cười gằn: "Ngươi khỏi cần phách lối làm gì, hãy xem người này là ai đó." Luôn đó lớn tiếng quát rằng: "Hãy mang người đó vào đây cho ta." Kế Quan ngước đầu nhìn ra hai tên miêu trang chiến sĩ, kèm theo hai bên là một hòa thượng cao lớn bước vào. Chàng thoạt trông thấy lão tăng tức thì kinh hoàng, tỏ vẻ thê thảm kêu lên một tiếng: "Trời, sư phụ!" Đoạn tung mình về phía đằng trước, đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng vang lên: "Tiểu tử, người muốn ta giết chết sư phụ của người trước thì người hãy tiến lên một bước đi." Chàng hoảng hốt lùi lại một bước nhìn ra, thì kinh sợ khi thấy Ngân Đao Lạc Ma đã để hai tay vào huyệt não môn của hòa thượng. Trợn đôi mắt trắng giả nhìn thẳng vào Kế Quan cười gằn một hơi không ngừng. Chàng thấy vậy quá to lên một tiếng: "Ngân Đao Lạc Ma, nếu người đụng đến sư phụ của ta, ta thề giết chết người không tha." Té ra hòa thượng ấy chính là Vạn Lý Dân Yên Lục Thông, tức là Dân Yên Tăng, không hiểu tại sao lại lọt vào tay của bọn Kim Ngô Cung. Ngân Đao Lạc Ma thấy Kế Quan tức giận đến đổi đôi mắt té lửa, thì đắc ý cất tiếng cười một hồi: "Tiểu thử, muốn ta tha cho sư phụ của người đâu có khó khăn gì." Kế Quan lên tiếng quát lớn: "Nếu người tha sư phụ của ta sẽ không truy vấn đến việc này."